các bạn nhé. Hiện tại mình đang đứng ở ngay ven hồ ở trung tâm thị trấn Sapa của tỉnh Lào Cai. Các bạn có thể nhìn thấy hiện tại sương mù rất là dày đặc. Thời tiết thì cũng rất là lạnh nhé. 11, 12, 13 độ C rồi. Đó, mình có thể nhìn qua bên hồ thì với mắt thường là không thể nhìn thấy gì đâu mọi người ạ. Không biết mình quay video này vào, không biết là nhìn như nào. Nhưng mà mình đứng ở tận đây ấy, mình nhìn qua bên kia là không nhìn thấy gì đâu. Hiện tại là hoa anh đào ở ven hồ và cây đào nở rất là nhiều hoa rồi. Và hiện tại thời tiết ở đây rất là đẹp. Mình đang đứng ở đường Ngũ Chỉ Sơn và đầu đường Võ Thị Sáu của thị trấn Sapa. Mình sẽ có 3 ngày chơi ở đây mọi người ạ. Hiện tại dịch ở Việt Nam chúng ta thì cũng kiểm soát rất là tốt rồi. Và hai, nó không còn có khó khăn như trước nữa. Mọi người có thể đi du lịch Sapa, có thể đi xe riêng, đi xe máy và các bạn có thể đi xe xe bus cũng được. Rất nhiều các bạn đã đến đây để chụp ảnh và đi du lịch ở trên Sapa này. Đây là lần thứ 3 mình lên Sapa rồi. Cũng rất là thú vị ở trên này. Các bạn có thể nhìn thấy quanh hồ là chỉ là cây thôi, hoa đào, anh đào mọi người ạ. Đây là con đường Võ Thị Sáu, trước mặt tôi là con đường Võ Thị Sáu và con đường Ngũ Chỉ Sơn. Đó, các bạn có thể nhìn xa xa đấy, những ngôi nhà rất là đẹp, cao chọc trời rồi đúng không ạ? Sapa hiện tại đang phát triển rất là mạnh rồi. Nhất là Sapa là một địa điểm du lịch rất là tuyệt vời ở Việt Nam chúng ta, ở phía Bắc mọi người ạ. Thật sự rất là thích cái thời tiết ở Sapa. Nó rất là lạnh, se lạnh và đồ ăn rất là ngon mọi người nhé. Đồ ăn buổi tối ấy, tôi sẽ ăn đồ ăn nướng và vào cái nhà hàng có những món ăn như là lợn quay, tôi rất thích món lợn quay. Thời tiết hiện tại cũng có hồng một chút nắng mọi người nhé. Khoảng hơn 12 giờ trưa ở Sapa. Cũng rất rất nhiều sương mù mọi người ạ. Cũng chỉ hồng nắng một chút thôi. Nhìn phía xa thì chỉ có sương mù thôi. Có thể quay vào video này có thể nhìn rõ hơn đấy. Nhưng mắt thường tôi nhìn ra kia nó chỉ sương mờ thôi. Thời tiết Sapa Hoa anh đào là quanh hồ mọi người ạ. Tôi có cảm giác lên Sapa ấy, các bạn có thể nhìn thấy hoa mọi anh đào người quanh hồ nó nở rất là cuộc nhiều. sống rất là yên bình, nhẹ nhàng Thời tiết hiện tại khoảng tầm và nó có 3 một độ chút C gì đó rất rất giống cái Đà Lạt của chúng ta. Tôi cũng vào Đà Lạt 2 lần rồi. Tôi có cảm giác rất giống nhau. Bởi vì từ thời tiết này, con người này rất là nhẹ nhàng, gần gũi và không có sự bon chen gì cả. Phai và cây mận ở Sapa và mận trắng xóa các bạn ạ. Đây là một cây mận cổ thụ rất là to. Bạn nhìn thấy ở thân nó có một cái rêu mốc này. Thời tiết đây rất là lạnh. Nhiệt độ tầm này đang khoảng 11, 12 độ C rồi. 11, 12 độ C. Đây là một con lợn tên lửa, con lợn cắp lách của người. Rất là nhỏ nhá. Khoảng 15, 16 kg rồi. À, anh em dân bản người ta hay cắp vào lách đây, người ta gọi này lợn cắp lách. Và cũng có tên gọi khác là lợn tên lửa. Rồi, cảm ơn anh. Đây là đầu bếp, mấy anh em đầu bếp đang chế biến con lợn tên lửa này cho chúng tôi ăn.
nước sóng của nó vẫn sóng ổn ạ. Cảm ơn chú Lợi, mọi người. Hiện tại mình ngồi ở trên cái lầu 3 của quán cà phê. Quán cà phê có tên là Aha mọi người nhé. Ở trung tâm thị trấn Sapa. Hiện tại mình sẽ có khoảng 3 ngày ở trên này. Thì Sapa hiện tại đang rất là lạnh. Và thời tiết ở đây hiện tại rất nhiều sương mù mọi người nhé. Các bạn lên đây thì đi cẩn thận thôi. Và chúc các bạn có một chuyến đi lên Sapa thật là thú vị và nhiều niềm vui. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo nhé.